Netizen ngỡ ngàng vì Enmix là gà JYP mà âm nhạc lại giống SM và IG. Theo pháp luật và bạn đọc, màn ra mắt của Enmix, tân binh nữ nhà JYP là một trong những sự kiện được mong đợi nhất K-pop nửa đầu năm 2022. Từ đầu tháng, JYP đã lần lượt tung ra ảnh concept, MV teaser và mới đây nhất là highlight medley cho Enmix. Ban đầu, các sản phẩm nhận về kha lời khen nhờ chất lượng sang xịn, không còn đậm mùi phèn như phong cách thường thấy của JYP. Nhưng với highlight medley vừa được công bố, netizen không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng vì Enmix là nhóm nữ nhà JYP mà âm nhạc lại giống SM và IG đến lạ. Cụ thể, highlight medley đã hé lộ một phần giai điệu của hai bài hát nằm trong single SM, bao gồm cả khúc chủ đề Lao Âu. Khán giả từng hy vọng Enmix sẽ kế thừa concept tươi sáng của Twice và IG, nhưng có vẻ điều đó sẽ không thành sự thật. Thay vì bóng dáng của hai girl group đàn chị đến từ JYP, ca khúc debut OO của Enmix lại khiến netizen liên tưởng nhiều hơn đến S3 bởi sự tương đồng trong giai điệu dữ dội, đậm chất nhạc điện tử, có cấu trúc rời rạc, khó ngấm thường thấy của SM. Có thể thấy Enmix không hề đi theo công thức thành công của các nhóm nữ nhà JYP trước đó. Dường như ông lớn đã cố tình đi một nước cờ đột phá và mạo hiểm với hy vọng mở ra concept đa dạng hơn cho các nhóm nữ tân binh sau này. Tuy nhiên, netizen không khỏi lo lắng rằng điều này sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến Enmix khó nhận được phản ứng tích cực từ công chúng ngay sau khi debut. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!